sao nó bị đơ kìa? What? Úi. Ồ, mình có thể tận dụng cục này để né mấy cái đòn bắn của nó được á. Ôi. Ui, Quidditch Storm nó qua rồi. Ui, tránh lẹ các bạn ơi. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn Quidditch Storm. Và tập trước thì mình đã chạy qua Twilight Forest để mình săn boss, kiếm thêm những món đồ giúp tăng sức mạnh đó các bạn. Thế nhưng con Quidditch Storm nó cũng đã đuổi theo các bạn ơi. Và nó đang truy lùng mình tiếp nè. Hôm nay mình phải cố gắng kiểu như đánh bại gần hết những con boss ở Twilight Forest và không bao giờ trở lại cái thế giới này nữa. Mặc dù mình biết cái điều này hơi khó nhưng mà cố thôi chứ biết sao giờ. À, và bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, mua game pass cũng như là Love Fruit á, thì có thể ghé qua shop của Lộc nha. Link shop Lộc có đặt dưới phần bình luận của video ấy. À, và bây giờ thì để Lộc chế tạo một số thứ các bạn ơi. À, đầu tiên Lộc đang tính là một cái ba lô, nhưng mà đây chính là ba lô con bò. Cái này mình thấy nó có một cái công dụng, đó chính là nó sẽ làm mình không có bị những hiệu ứng bất lợi á. Mình thấy nó khá là hay luôn á nha. Nhưng mà trước đó thì để mình làm một cái ba lô thường cái đã. Đây, công thức nó là như vậy. Sau đó mình sẽ nâng cấp nó lên bằng cách là cho thêm xô sữa với cả là cái ba lô vô ha. Ủa? What? What tèo? Hình như là mình phải có một cái bàn chế tạo nữa thì phải. Để mình lấy gỗ rồi mình làm một cái bàn chế tạo thôi. Nó không cho mình chế tạo trong ba lô các bạn ơi. Đây, đặt bàn chế tạo xuống nè. Lấy món đồ này ra, bấm công thức lại cái. Được không? Đây, giờ thì mới được nè. Ngon luôn rồi chứ. Đeo vô cái coi. À, và muốn test thì để một xíu mình mới test được. Tại giờ mình chưa có hiệu ứng bất lợi nữa. Và để cái ba lô này nó ngon lành hơn thì mình có thể nâng cấp nó lên một tí bằng cách là mình sẽ chế tạo những cái món đồ nâng cấp ba lô này. Đầu tiên là cái bằng sắt trước. Ép nó vô cái ba lô nè. Tiếp theo sẽ là một cái nâng cấp bằng vàng, cũng ép vô ba lô luôn. Và cuối cùng sẽ là một cái cấp độ kim cương luôn ha. Cho nó xịn hẳn các bạn ơi. Vậy là bây giờ trên người mình có tới tận là hai cái ba lô kim cương luôn. Tha hồ cho mình chứa đồ nha. Và ba lô này thì mình nên đập để chúng ta mang theo. Bàn rèn cũng lấy theo luôn nè. Và đồng thời có một điều quan trọng hơn các bạn ơi, là bữa giờ qua đây mình quên chế tạo cái bản đồ đi tìm boss á. Bây giờ mình đã chế tạo ra dư một xíu để chúng ta tìm boss. Và trước mặt mình đang là chỗ của một con boss rất là ghê tợn ở bên Twilight Forest luôn. Đó chính là con Hydra. Không biết là bây giờ mình có đủ sức đánh với nó chưa nữa. Hay là chúng ta thử trước đi ha. Ví dụ không lại là chuồn liền nha các bạn. Để đi tới con boss tiếp theo mình đánh trước, kiếm đồ ngon ngon rồi quay lại đây trả thù sao. Kìa kìa, nó đang trước mặt mình luôn kìa, cái tổ của nó các bạn. Nó đâu? Kìa. Trời, chưa gì mà nó đã xuất hiện rồi. Mình sẽ thử dùng cái vũ khí từ cái con Wither máy móc bắn nó coi. Coi được hay không. Thánh thần ơi, cái này bắn nó mà không suy nhê luôn kìa. What the? Vậy luôn hả? Ây da, vậy là mình phải cận chiến rồi các bạn ơi. Ui, nó bắn mình. Đánh nó. Ui, mình cận chiến một lần có chút xíu máu của nó hả. Ây, nó cắn một cái mình ngấm của tỏi luôn rồi. Ô mày chui. Mình mất hết một cái bùa sự sống rồi. Yêu. Ui, vậy là mình phải đánh con boss trước đó mình mới quay lại đánh con này được các bạn ơi. Nó mạnh hơn mình nhiều lắm. Để coi bây giờ mình sẽ đánh con nào vậy ta. À, đánh boss bò nấm đi. Boss bò nấm mình nghĩ là sẽ dễ đánh đó các bạn. Boss bò nấm thì hình như là phải trở lại cái khu vực phía cái đầm lầy này. Hay da con rồng này. Đợi đó. Lại lẹ các bạn ơi, mình không có nhiều thời gian đâu. Trước khi con Wither Storm nó tới đây. Chính xác luôn rồi. Nó nằm ngay phía này nè các bạn. Đường vào thì sẽ hơi khó khăn một xíu. Thế nên là mình sẽ nhảy từ trên này xuống đi ha. Ừ. Mà cũng cẩn thận nha. Lỡ ngỡ là cái bẹp liền đó. Để xuống nước xuống cho chắc. Wither Storm thì chưa tới gần lắm nên là chúng ta còn thời gian để thực hiện cái việc đánh boss đấy. Hướng này thì chúng ta phải đi khám phá để tìm cái lối đi xuống nha. Để coi chắc nó cũng gần đây thôi các bạn. Sẵn tiện đập mấy cái rương này. Coi nó có bơm đó. Làm liều luôn.
Có gì không? Có táo vàng. Ok, chạy lẹ chạy lẹ. Đấy 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 đấy. Không thôi là nó nổ. Ô, nó mở đường luôn, ngon. Sẵn mình đi khám phá qua hướng này luôn các bạn. Ê, 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 ê. Có mấy anh ngu mà dương. Cẩn thận. Ây, ây. Trời ơi, mấy anh đánh mình. Tập spawner các thứ. Vô trong đây toàn là đồ ăn các thứ không à các bạn ơi. Ủa đây rồi, đây rồi. Hình như tới chỗ của con boss ở cái công trình này rồi. Bên trong kìa các bạn. Ây, ây. Cẩn thận, cẩn thận. Ủa, có thịt bò luôn. Có thịt của mấy anh này nè. Khá ngon. Ok, để dành xíu. Xíu mình đánh ngu ma dương mình. Mình ăn các bạn. Dạ dạ dạ. Ủa, đụng một cái. Ê, ê, ê. Ui, ui. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ai, cái kiếm mình có hiệu ứng yếu đuối các bạn ơi. Ấy, định chặt mình cơ. Ôi, ôi, ôi. Nhưng mà không sao. Con boss ngu ma dương này bị mình làm yếu đuối các bạn. Nên là đánh mình không thốn lắm. Aha. Ây da. Ây da. Tính ra cái kiếm mình được phết đó chứ. Và đây rồi. Đánh bại được boss bò nấm rồi các bạn ơi. Anh ngu ma dương gặp mình là tắt điện liền. Có một vài cái quyển sách enchant nè. Ủa mà cái cọng chỉ này dùng để làm gì ta? Mình thấy nó khó, không có công thức chế tạo các bạn. Ồ, trong rương này thì cho mình một bộ giáp bằng steel leaf các bạn ơi. Cũng như là một cái rìu nè. Uầy, cái rìu này có lòng trung thành, chả nhẽ nó ném được sao? Nè ní. Ui. Ui, cái rìu này ném được các bạn ơi. Wow, đỉnh nha. Chức năng của nó là sẽ dịch chuyển mình tới cái địa điểm mà cái cây rìu này ném trúng ha. Nhưng mà mình cần phải hình như là làm một cái động tác nữa. Để xíu chúng ta test sao. Giờ thì lấy cái trophy của bò nấm trước đi. À, và cũng như là mấy cái súp sức mạnh gì nè. Bình thường ăn mấy cái súp này để giải lời nguyền chỗ của con Hydra các bạn. Nhưng mà bây giờ thì chắc mình ăn để dành tầm bổ thôi. Sau khi đã đánh bại boss ngu ma dương rồi thì tiếp theo mình sẽ comeback lại cái chỗ con Hydra ha. Xem coi bây giờ mình đã có thể đánh nhau với nó được chưa. Ê, nhưng mà có cái điều á là mình sẽ sửa lại cái gậy mình đi nhờ. Cái gậy này nó sẽ giúp mình có cái lớp khiên á các bạn. Hôm trước mình có lượm được một cái invisibility gem nè. Nó sẽ dùng để sửa cái gậy tạo khiên này. Một tí mình sẽ bật khiên để đảm bảo an toàn ha. Chứ không thôi nó mà cắn mình như nãy nữa là mệt đó các bạn à. Ồ, và cái điều này chọi có vẻ khá là mạnh các bạn ơi. Được ấy. Ui, còn dịch chuyển mình tới cái chỗ mà mình chọi nữa nha. Wow. Được ấy chứ. Đâu tao đâu, thử thử thử. Nhưng mà trước đó bật khiên trước cho chắc. Nhỡ bị cái con hay ra này cắn thì còn sống các bạn ơi. Rồi chọi vô. Cắn vô cái đầu của nó. Ui trời, hụt rồi. No 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 no. Chọi lại, chọi lại. Đỡ đi. Ủa, cái điều này chọi không trúng nó được. Này đi, nó bị nhiễm với rìu các bạn ơi. Con hay ra đây. Mình sẽ chặt vô. Ui ui ui. Cơ 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 cơ. Ui nó mạnh lắm các bạn ơi, nó trâu nữa. Mình đánh như vậy mà chỉ cấu rỉa được có một tí máu của nó hả? Không. Lớp khiên mình tạo bây giờ nó chỉ còn có một cái duy nhất thôi. No 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 no. Cung cũng không có tác dụng luôn. Đánh thằng à. Chiến này căng rồi. Không sao. Ôi dạ, ai 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 ai. Hồn quá. Dính cái chiều đó mà không sao các bạn ơi. Phải di chuyển liên tục mới được. Không thôi là đi thật á. Ây da. Chỗ này mình sẽ dập nhung nham đi. Để mình có thêm cái góc di chuyển. Tiếp 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 tiếp. Rồi. Ngon lành. Giờ thì nó đang phun lửa. Ui ui. Mình chỉ còn nước là chạy xung quanh nó thôi các bạn. Chỉ mong là nó không cắn trúng thêm vài lần nữa thôi. Khó chịu ghê luôn á. Ui ui, nó đẩy mình nữa. Thôi. Quả thật, con này là một trong những con trùm rất là ghê ở bên Twilight Forest ha. Không thể khinh thường được nó đâu. 15 minutes later. Ui, nó còn một chấm máu kìa. Không. Ngẫm đi. Con hay ra kia. Ê. Trời, cái điều đó. Ui, nó trâu vậy.
Đây, đi lấy lá nè. Ui dồi. Mình đúng kiểu là vô lì đòn luôn các bạn. Bị nó bán hành nãy giờ nhưng mà cứ thế mà bập nó thôi. Cuối cùng mình cũng nhận được phần thưởng rồi. Mệt quá, còn Wither Storm chưa tới các bạn ơi. Oh, phần thưởng cho mình là một cái kiểu như cái khiên gì nè, một cái charm apply tiếp theo nữa. Gỡ lại nha. Ngon. Và coi cái khiên này thì cái khiên này có vẻ xịn á. Mình đã từng sở hữu cái khiên này ở trong một vài cái cuộc hành trình trước. Và có vẻ là cái khiên này không có bị bể đâu các bạn ơi. Nó cực kỳ tốt luôn. Và còn có thể làm choáng khi mà mình tấn công nữa. Được đấy chứ. Bữa nay có được hàng nóng luôn. Quá đã. Còn con boss nào nữa không ta? Hai ra mình hạ xong rồi. À, tiếp theo là con boss chiến binh đi. Mình sẽ đi tìm con boss chiến binh. Thường thì nó sẽ ở cái cánh rừng bóng tối á các bạn. Ý, mà nhiều fairy blood như vậy thì hay là mình làm thêm những cái fairy ingot đi. Ủa cái gì đó kia. Anh thằng ngồi đứng ngoài đó là xác định rồi. Hên. Có được fairy ingot thì mình có thể làm được cái vũ khí này lại rồi. Hợp lý ta. Nên không? Tại nó 8 đam lận á. Mà đánh nó còn gây cháy nữa. Mình nghĩ là có các bạn ơi. Ok, để bù đắp lại cho cái cây kiếm cũ của mình ha. Ê, hay là mình sửa lại cũng được mà. Cây kiếm cũ mà nó có sắc bén sẵn nè. Đâu, mình sửa lại coi coi nó có chịu không. Ô, chịu luôn. Hơi tốn một xíu nhưng mà đánh đổi lại mình vẫn còn dòng sắc bén ha. Ngon hay chứ. What the hell. Hình như mình đi ngang chỗ của người khổng lồ các bạn ơi. Ngon gì ta. Đợi mình xíu, mình lấy một ít đất để chúng ta trèo lên các bạn ơi. Ở trên kia là cái chỗ của tộc người khổng lồ các bạn. Và thường những cái người khổng lồ đó thì sẽ có cái diện mạo rất là giống mình ha. Nhưng mà chỉ có khác một điều á, là họ sẽ to chắc cỡ gấp 10 lần mình á. Để coi giờ mình lên chởn mình có thể solo với họ được không. Và biết đâu mình lại lụm được một vài thứ xịn sò ở chởn thì sao. Cũng có thể. Rồi. Tới nơi các bạn ơi. Trên đây còn lớp mây nữa. Hello. Ui, đó, biết ngay mà. Mình có khiên xịn các bạn ơi, không sao. Giỡn hoài, đụng luôn nè. Vô. Solo cùng Bolero. Ê, từ. À, mình có cung băng. Đúng rồi. Mình sẽ tận dụng các bạn ơi. Ê, làm yếu hồi trước. Ui da. Họ đánh đâu quá. Mình sẽ cho họ thành con gắt lửa băng luôn. Ui da. Chù, có vẻ không được. Chắc phải dùng cung bắn thôi các bạn ơi. Cận chiến họ đánh đâu quá. Mình dùng khiên mình đỡ thấu điểm muốn không lại luôn á. Ý là cái khiên mình là khiên xịn rồi đó nha. Trời đất ơi. Mà ba người to đụng ở trong cái nhà có chút ép gì trời. Không hiểu. Rồi. Rồi, yes. Ý, mới hồi sinh thêm một người khổng lồ. No. Mình lượm được kiếm của họ rồi. Wow. Mình sẽ lấy kiếm khổng lồ đánh người khổng lồ ha. Đây rồi. Ê. Trời. Cái kiếm này đánh xa hơn thiệt các bạn ơi. Nhưng mà phải cẩn thận. Họ cũng có thể đánh xa tương tự mình đó. Ý. Kìa, có trâu chứ kìa. Ây da. Trời đất. Rồi, lượm được cái cúp luôn. Nice. Một xíu mình sẽ thử vô nhà họ coi coi họ có giấu đồ gì không á. Chưa lượm cái cúp các bạn ơi. Đẩy họ ra. Đẩy được chứ. Ui, rồi. Thành công lấy cái cúp của họ rồi. Yeah. Ơi, Wither Storm nó đang lại gần mình các bạn ơi. Trong nhà. Hình như trong nhà họ không có dấu đồ. Ui da, cái nhà họ cứng quá, phải dùng cúp khổng lồ đập mới được hay sao á. Đúng rồi, phải dùng cúp khổng lồ đập mới được các bạn ơi. Hình như không có dấu rương thiệt. Thôi. Chạy thôi các bạn ơi. Lượm được hai món đồ của họ, một cây kiếm với một cây cúp khổng lồ là thành công rồi. Đi xuống thôi. Trời, đã. Vô tình lượm được cuốn bí kíp. Giờ thì mình có thể kiểu như là đánh từ rất là xa ha. Ây. Úi trời. Ủa kỹ ta. Nãy giờ mình chưa bật kỹ năng của cái
cái ba lô lên các bạn ơi. Cái khả năng mà miệng nhiễm độc á. Trời đất ơi, hèn gì mình mới bị dính độc. Ê, mà lỡ lụm được cây cúp khổng lồ rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ thử tìm kho báu ha. Theo như mình biết á, thì ở bên Twilight này nó sẽ có cái chỗ kho báu ở dưới lòng đất cơ. Và mình có thể dùng cây cúp này để mở kho báu đó. Nhưng mà mình sẽ coi thử trên bản đồ cái đã. Coi coi nó có gần đây không. Có hàng ở dưới các bạn ơi. Mình nghe tiếng zombie rồi. Ui thiệt. Nè, nó nè. Giờ tính ra mình đánh đúng kiểu hack tầm đánh luôn á. Đánh cực kỳ xa luôn. Có điều cái này đánh hơi chậm một tí thôi các bạn. Thôi được. Có gì mình có được những dòng enchant ngon ngon mình sẽ ép vô ha. Để dùng nó lâu dài luôn. Ui mấy cục đất, cục đá này hình như nó nhiễm. Nhiễm sức mạnh của con Witherstorm hay sao? Mình thấy nó có tím tím giống con Witherstorm lắm. Ê, hát nhiễm thạch. Ê, có lẽ nào. Ủa, đây rồi. Ô, mình đào xuống gần cái chỗ kho báu luôn. Đây chính là cái chỗ mà mình cần phải đi tìm nè các bạn. Giờ mình sẽ leo lên trên cao nhất để chúng ta dễ dàng đào hơn ha. Từ trên đỉnh này, mình sẽ bắt đầu lấy cây cúp của mình ra. Và bắt đầu đào thôi. Và cái quá trình này nó sẽ mất rất là nhiều thời gian của mình luôn á. Ý là mình có cúp khổng lồ đó mà nó còn lâu tới như vậy. Nhưng mà mong là đừng có con nào nó làm phiền mình trong lúc đào là được. Kìa, nó bắt đầu nước dần rồi kìa các bạn. Cố lên. Một xíu nữa thôi, đây rồi. Yeah, mở thành công. Và xem thử nào. Nó sẽ cho. Ui, nó có kho báu thiệt các bạn ơi. Đây rồi. Cái áo tròn này có công dụng gì đây? À, nó sẽ giúp mình di chuyển mượt mà hơn thôi. Còn bên này, nó cho mình một cái hạt đậu phép, một ít cái đồ ăn. Hết rồi. Mình sẽ thay cái áo choàng đi. Ok, coi coi nó có đẹp hơn không. À không, hơn đẹp hơn lắm. Nhưng mà cái skill của nó thì lại khá là hữu dụng cho mình đó. Nó kiểu như là auto jump như đó các bạn, nhưng mà phiên bản xịn sò hơn á. Đó, mình có thể di chuyển rất là mượt mà luôn. Ai da. Ok, cũng được đi. Giờ thì chắc là nên đi lên các bạn ạ. Trước mặt của mình đang là cái cánh rừng bóng tối. Nhiệm vụ của mình bây giờ là sẽ cố gắng đi tìm chỗ để chúng ta đột nhập vào công trình thôi. Chỗ mà cái con boss chiến binh nó đang đợi mình đó các bạn. Nhện khổng lồ. Oh my god. Chú cha mời. Ủa sao mình vẫn bị dính độc ta? Thiệt tình. Hình như nó sẽ mất một khoảng thời gian để mình giải độc hay sao á. Ủa? Ui, tới chưa vậy? Ui, hình như mình tới công trình để chúng ta đột nhập vô chỗ con boss rồi. Nhưng mà trước tiên mình cần phải hạ hết mấy con này cái đó. Quá trời quá đất rồi. Kìa, có con chó sói bóng tối nữa. Tôi cần đường đi xuống. Xuống lẹ. Ui, mình xuống chỗ ngay con boss luôn á. Ok, trời đất ơi. Ui, hồi phục lại cái. Mình lọt ngay chỗ con boss luôn các bạn ạ. Ảo thật đấy. Kìa, nó ăn trộm cơ. Ui, bình tĩnh. Mình có khiên xịn. Có gì mình sẽ đỡ những đòn đánh được, không sao hết. Ok. Ê, bấm lộn. Không sao. Từ thôi. Kìa, nguyên một hàng chiến binh kìa. Ê, đây là những hồn ma chiến binh các bạn ơi. Nhiệm vụ của mình là phải tiêu diệt hết tất cả những hồn ma này đó. Căng thiệt sự rồi. Chắc là mình sẽ thử đứng ở trên rồi bắn xuống ha. Xem như thế nào. Coi coi có ổn hơn không. Đi cung đây. Bắn thôi. Ui da, bắn chặt lắc rồi. Ê, không bắn được nha. Bắt buộc mình phải cận chiến rồi các bạn ơi. Và mấy cái hồn ma này thì bay xuyên tường được. Không sao, mình có khiên. Mình sẽ vừa đánh họ và vừa đỡ khiên ha. Chỉ có điều là mấy cái con xương nó hơi làm phiền mình một xíu thôi. Đây nè, mình đánh bất kỳ hồn ma nào thì cái thanh máu boss cũng đều bị giật ha. Hồi phục lại xíu. Nè. Đợi gần hả? Ui, sao nhân bản như vậy? What? Bị lắc à? Ok. Hạ được chưa vậy? Còn một xíu thôi các bạn ơi, cố lên. Chỉ còn hai linh hồn của chiến binh thôi. Giờ còn một cái duy nhất.
Đây rồi, kết liễu đi. Yes, woohoo, thành công rồi. Mình đã đánh bại được boss chiến binh ở Twilight Forest rồi ha. Và xem coi. Ồ, họ cho mình thêm một cái Regeneration Stone gì nè. À, nó sẽ cho mình khả năng hồi phục, đúng không? Ờ, à, đúng rồi, hợp lý á. Một món đồ khá là hữu ích trong cái việc hồi phục của mình sắp tới. Echo Shack là chắc chắn mình sẽ lượm nè. Cái khiên này và bộ giáp chiến binh mình cũng sẽ lượm luôn. Tuyệt vời. Giờ thì chúng ta có thể loot thêm cái công trình này để kiếm thêm tài nguyên á các bạn. Giờ thì thẳng tiến tới vùng băng thôi các bạn ơi. Mình nghĩ chúng ta chỉ cần đánh thêm boss nữ hoàng băng giá nữa. Ôi trời, thắng thằng ơi. Sao mình giống con nhím vậy? Oh no, tôi là thợ săn Wither Storm mà. Chạy 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 chạy. Ôi nha. Được nước làm tới hả? Được nước làm tới hả? Bước vô đây, bước vô đây. Được nước làm tới. Thấy mà ghét. Cứ để người ta quạo thôi. Cái chỗ băng thì nó cũng gần đây thôi các bạn. Mình đi thẳng qua hướng này ha, là chúng ta sẽ tới. Hy vọng là có nữ hoàng băng giá ở đó luôn. Tuyệt vời các bạn à. Tòa tháp của nữ hoàng băng giá ở trên kia kìa. Lấy quạt ba tiêu và chúng ta sẽ bắt đầu chèo lên trên ha. Có cái này nó giúp ích cho mình biết là bao luôn á. Rồi à, mình sẽ chắc là dùng cách gián tiếp đi lên quá, chứ mình không khám phá phía bên trong đâu. Nhiều quái lắm. Mình còn phải tranh thủ rời khỏi đây trước khi con Wither Storm nó dí tới nữa. Thường thì con boss nó sẽ nằm ở đâu đó, ở những cái chỗ cao cao giống như vậy nè. What the hell, nó cứng vậy. Dạ, yeah, cái block này nó hơi bị cứng luôn các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình chỉ khó đào lâu một xíu là được. Ở đây rồi, đây rồi. Cuối cùng mình cũng tìm được rồi các bạn ơi. Trời ơi, nãy giờ đào bên kia toàn là sai vét không à. Ôi, ôi, ôi. Nữ hoàng băng này có vẻ là ồ, mình có thể dùng cung băng để bắn nữ hoàng băng được. Ảo thật đi. Ôi, cẩn thận nha. Ê, nữ hoàng băng áp sát nè. Tôi chặt nữ hoàng băng nè. Mắc kẹt rồi. Đây rồi. Lè các bạn. Ê, bay đi đâu vậy? Quay. Ồ, nữ hoàng băng bay đi đâu vậy? Trời. Mình lại xài chích lỏ để đánh boss rồi các bạn ơi. Và nữ hoàng băng cho mình Echo Shack. Với cả là một cái giống như là cái vương miện của nữ hoàng băng hay sao á các bạn. Thôi thử coi. Wow, cho mình miễn nhiễm với đóng băng nè. Miễn nhiễm với hiệu ứng làm chậm luôn nha. À, tuy nhiên thì lượng giáp nó cho không đáng kể ha. Ừ, hơi tiếc vì điều đó. Vậy là sơ bộ cái chỗ này cũng chỉ để giúp mình kiếm thêm Echo Shack thôi à. Không có gì giá trị lắm. Thôi, chắc mình cũng rời khỏi đây thôi các bạn. Tiếp theo đó là lập tức làm liền cái cánh cổng các bạn à. Cánh cổng Twilight Forest để chúng ta trở về thôi. Ê, mình còn mấy cái đá phát sáng không nhờ? Ôi, mình còn. Ui, hay là mình làm một chuyến qua bên Eder luôn đi nhờ. Đúng, tại vì bây giờ mình cần qua Eder để mình làm một số chuyện các bạn ơi. Ok, vậy mình qua Eder trước đi ha. Đây, cánh cổng lên. Ok, kích hoạt. Ủa? Oh, không làm cổng Eder ở bên này được. Vậy là bắt buộc mình phải về thế giới thường trước rồi. Tốc độ. Trước khi con Wither Storm nó tới. Ok, đi liền. Ủa? Ủa sao lần này nó lại giữ cái cánh cổng ta? Wow. Được nha. Gì đây? Con nhóc nhỏ này. Làm gì đấy? Giỡn mặt hả? Lấy cái khiên cụm cho ha, sưng mỏ luôn. Nếu mà vậy thì mình sẽ làm luôn cánh cổng Eder ngay đây đi các bạn. Cho nó gần cái cánh cổng Twilight Forest ha. Lẹ. Hồi cái con Wither Storm nó xuất hiện ngay đây bây giờ nè. Ê, nước, mình cần nước. Ở đây có không? Ừ, còn, may quá. Kích hoạt lên luôn. Ok, bước qua Eder nào các bạn. Bởi vì á, bữa nay mình đang muốn kiếm cái Super TNT ấy các bạn, để bù lại mới được. Hôm bữa mình mới kiếm được có đúng một trái duy nhất trong suốt cái chuyến đi vừa rồi á. Quay. Đây rồi. Chỗ boss đầu tiên trong ngày hôm nay. Ôi, hai chỗ luôn à. Thôi, mình sẽ đánh Valkyrie trước đi ha. Tập độ, nãy giờ mình chưa thấy cái con Wither Storm nó qua đây các bạn.
Mình phải nhanh hơn nó một bước mới được. Tới nơi chưa? Ê, một xíu nữa mới tới. Bình thường á, vô đây thì mình cần phải kiểu như là đánh những cái nữ Valkyrie trước để chúng ta lấy chìa khóa đồ á. Không biết bây giờ bắt buộc phải lấy chìa khóa giống như thông thường không nhờ? Câu hỏi này sẽ được trả lời ngay bây giờ thôi. Đi vô thôi các bạn, cổng nó ở đây nè. Ủa? Có vẻ là không có nữ Valkyrie nào ở đây hết các bạn ơi. Ok, vậy thì chúng... có vẻ là vẫn phải farm đó các bạn à. Bắt đầu xuất hiện nữ Valkyrie rồi. Ok, mình sẽ cần farm ít nhất là 10 cái này giống như vậy á. Ok, đủ rồi. Mình đã được 10 cái pedal rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu đi xuống dưới ha. Chỗ của nữ hoàng Valkyrie. Đây. Chính xác. Rồi, chuẩn bị thương lượng và chiến đấu nào. Nữ hoàng này tính nóng lắm nha. Thấy vậy thôi chứ cần lắm đó. Ok. Ê, cái gì đây? Ê, trời, dí tới đây luôn hả? Anh thằng ơi, thù gia vậy? Rồi, nói chuyện xíu nha. Để coi. Mình sẽ nói là mình muốn chiến đấu với nữ hoàng. Ok. Thì nó bắt đầu chưa? Nó bắt đầu rồi đúng không? Nó bắt đầu chưa chứ? Hay. Đây rồi. Vô đó các bạn. Cẩn thận nha, nữ hoàng Valkyrie đánh hơi bị ghê đấy. Đó. Chủ động tấn công liền nhưng mà hên quá, mình có khiên xịn các bạn à. Ui, công nhận cái khiên mà mình nhặt được trong ngày hôm nay nó bá đạo thiệt luôn á. Mình có thể đỡ liên tục nè. Và nó không bị hư cơ. Cái vấn đề là nó không bị hư. Rất là đã luôn. Ê, nè. Ui. Đó. Trời ơi, nữ hoàng có cái quả cầu gì khó chịu vậy? Ấy da. Ui. Không ổn rồi. Ê, no. Ui, mình đang dần mất lợi thế rồi. Lấy cung bắn tiếp. Ui mị. À đây, bắn trúng rồi. Yeah, đóng băng nữ hoàng lại. Để có một chút lợi thế hơn các bạn ơi. Ok. Mình đang dần làm chủ trận đấu này. Yeah. Cầm khiên đỡ các thứ được. Quá đã luôn. Ây. Tập trung đỡ đòn cái đã. Phá quả cầu này. Rồi, sắp rồi. Yes. Trận chiến 1-1 này, mình sắp thắng rồi. À, nữ hoàng mạnh đấy. Nhưng mà tôi rất tiếc. Yahoo. Mình đã lấy được chìa khóa từ nữ hoàng rồi. Yes. Và xem nào, cái rương của nữ hoàng sẽ cho mình. Wow. Hình như là một cái khiên gì nè các bạn ơi. What? Rồi thêm bộ giáp của Valkyrie nữa. Một cái xẻng của Valkyrie nữa nè. Hết rồi. À, còn có cái Sky Jay Gemton gì nữa. Dùng để làm kiếm hả ta? Hoặc là có thể làm khiên các thứ. Đặc biệt là có một cây gậy may gì nữa. À, cái này hàng mới nè các bạn. Hình như đây là cái năng màu nãy nữ hoàng Valkyrie dùng để hỗ trợ khi mà chiến đấu nè. Wow. Được. Tận dụng các bạn ơi. Chỉ hơi tiếc là mình không có lấy được cái Super TNT rồi. Chỗ này không có Super TNT á. Nên là mình phải đi tới chỗ boss tiếp theo thôi. Ê, nhưng mà lạ nha. Hình như ở cái giai đoạn này con Wither Storm nó không có qua bên Eder nữa hay sao ấy. Nãy giờ mình đánh nhau với Valkyrie các thứ rồi. Nhưng mà chưa thấy nó xuất hiện bên này. Vậy là... Ôi, hình như con Wither Storm nó bước sang giai đoạn mới rồi các bạn ơi. Nó mạnh hơn hay sao rồi á. Nó không thèm đi săn mình luôn. Ê, có điểm nha. Nhưng mà coi như đây là một cái cơ hội cho mình đi ha. Kiểu như mình có thể kiếm thêm đồ để đánh bại nó. Cũng hợp lý. Và liệu rằng ở cái công trình này á, thì boss có rơi ra cho mình Super TNT hay không đây? Ai? Mong là có. Ok, đây. Trước mặt mình là boss nè các bạn. Vô mình nói chuyện cái đã. Cái ông này ông nói đúng nhiều luôn á. Rồi nói lẹ lẹ đi để tôi còn đánh nhau nữa trời đất ơi. Đó các bạn không nói. Ok. Ui sao mạnh vậy? Ui. Ui boss này bây giờ mạnh lắm các bạn ơi. Còn lửa đốt đúng đâu luôn á. Nhiệm vụ của mình chỉ là phản đam thôi các bạn. Đó giống như vậy ha. Nhưng mà có vẻ cũng hơi khoai đấy nha. Không dễ xíu nào đâu. Hai hit nè. Ui. Mỗi lần tấn công chúng là thanh niên này sẽ tạo ra để các bạn ơi. Ai da. Trời ơi.
3 hit. Để coi cỡ mấy hit là chúng ta hạ được cái thanh niên boss Sun Spirit này ha. 4 hit nè. 5 hit. 6 hit. Rồi, vậy là cỡ 8 hit là lượm cục kẹo con boss này. Cố lên. Đây, một cái cuối cùng thôi các bạn. Lượm luôn nè. Hí. Yes. Đây rồi. Có nhiêu đó thôi đó. Ôi dạ. Giờ thì mình sẽ lượm chìa khóa mà con boss rơi ra. Đây là chìa khóa vàng luôn nha. Có vẻ xịn đó các bạn. Và con này nó không cho mình Super TNT rồi. Yêu. Vậy là chỉ có cái con khối vuông mới cho Super TNT thôi. Nhưng mà được cái nó cho mình một cọng dây chuyền gì nè. Kèm theo đó là một cái áo choàng phượng hoàng, cũng như là một set giáp phượng hoàng ha. Mình sẽ giữ nó ở bên người, khi nào giáp Netherite mình hư là mình sẽ mặc vô liền. Còn cái xanh on tie này hình như là dùng để thay đổi thời gian thì phải các bạn ạ. Chuẩn luôn, mình có thể thay đổi thời gian tùy theo ý thích ha. Khá hay ấy chứ. Sau một lúc tìm kiếm thì cuối cùng mình cũng tìm ra được một cái chỗ đánh boss khối vuông rồi các bạn. Đây, nó đây nè. Vô luôn các bạn, mình sẽ lấy cái cúp khổng lồ mình gõ vô đầu nó. Vô. Bé cúp khổng lồ đánh nó khá là thốn luôn nha. Được cái chứ. Và trong chốc lát thôi thì mình đã đánh bại được nó rồi ha. Lần này thì đánh nó khá là nhanh luôn. Và coi coi, nó sẽ cho mình. Đây rồi. Super TNT. Mình đã có lại nó rồi các bạn. Chỉ cần như thế thôi là quá đủ rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ lập tức chế tạo luôn đi cho nóng. Vì mình đang muốn làm cái được gọi là Formid Bomb. Một quả bom. Nhưng mà nhìn nó có vẻ nguy hiểm hơn Super TNT rất là nhiều lần luôn nè các bạn à. Hey, so we the storm rồi. Ok vậy. Oh my god. Ôi nó sắp nổ các bạn ơi. Đi về lẹ. Mình phải về lẹ các bạn ơi. Mình không về lẹ mình sẽ tan xác trước con Wither Storm luôn đấy. Đây rồi, nó đây rồi. Tốc độ. Mình không còn nhiều thời gian đâu. Còn nửa thời gian của cái trái bom rồi. Oh my gosh. Không biết là bây giờ con Wither Storm nó đã xuất hiện cái lỗ trên đầu chưa. Các bạn có chỉ mình cái mẹo để hạ nó là phải làm sao chui được cái lỗ, vô cái lỗ trên đầu của nó cơ. Thì lúc đó mới có cơ hội mà đánh bại nó. Ok, mình sẽ lại gần mình đặt trái TNT này xuống ha. TNT nó hút vô là kiểu gì nó cũng ăn trọn trái bom này. Ok. Mình đã đặt xuống rồi. Giờ thì ráng đi xa thôi các bạn. Mong là nó sẽ hút trái bom nó vô. Ôi chà lẹ các bạn ơi. Mình nghĩ là cái bán kính nổ của cái trái bom này nó sẽ dữ hơn cái trái bom cũ mà mình từng chế tạo á. Không biết là có thành công hay không nữa. Nhưng mà chúng ta cùng trông chờ kết quả thôi. Mình nghĩ là trái bom chắc còn vài giây nữa là sẽ nổ các bạn ơi. Chờ đợi thôi nào. Mong là kế hoạch của mình thành công. Ui nổ rồi. Trái bom đã nổ ngay dưới chân con Wither Storm các bạn ơi. Mình nghe tiếng con Wither Storm nó đang nằm xuống. Phải không? Này thì Wither Storm, let's go. Trời ơi, trái bom vừa rồi bá đạo thiệt. Đụng một phát thôi Wither Storm nằm một đống rồi các bạn ơi. Nice. Vậy là mình đã có lần thứ hai làm cho nó nằm một đống rồi ha. Lần trước là Super TNT, còn lần này là mình dùng hẳn là Formid Bomb mà. Trái bom còn xịn hơn nữa cơ. Ui, coi cái xác nó to chưa kìa các bạn. Trời đất. Ghê chưa. Ơi. Nhưng mà hình như chưa đâu các bạn ơi. Mình vẫn chưa mở được cái thành tựu kiểu như là chui vô bên trong của nó. Cái này sao giống như lần trước vậy? Lần trước nó cũng nằm một đống như vậy nè. What? Một phần đầu của nó nằm bên này. Một phần đầu khác của nó nằm bên này. Còn đây chắc là cái chỗ trung tâm. Ôi! Command lock! What? Bây giờ mình chưa có làm được vũ khí cũng như là dụng cụ bằng command lock các bạn ơi. Mình cần ít nhất là có một cây cúp command lock giống như vậy nè. Nhưng mà
Mình chưa có được cái quyển sách này. Ai à. Có gì ta? Mình sẽ thử dùng cái cúp khổng lồ hoặc cúp kim cương mình đập thử ha. Coi coi có được hay không. Cái này cái gì đây? À đây là một cái lọ gỗ thôi các bạn. Lọ gỗ trên người của con Witherstorm thôi. Đập lên, đập lên. Ôi. Ôi. Mình thất bại rồi. No no no. Mình thất bại rồi các bạn ơi. Ồ, tức là mình lại gần là nó sẽ lập tức hồi sinh liền. Nhưng mà nó chưa có cái lỗ trên đầu, sao mà chưa vô được đây? À nó. Ui, nó lại hồi sinh tiếp rồi. Vậy là hồi nãy trái bom nó chỉ làm nó ngất xỉu thôi chứ chưa có tiêu diệt nó hoàn toàn nữa các bạn ơi. Không. À, cái con này công nhận là nó sống dai thành huyền thoại thì chứ. Thiệt cái tên luôn. Ôi, chắc mình chuồn trước đây. À, vậy là công sức bữa nay là coi như là chỉ mới làm nó đau thêm một lần thôi các bạn. Ồ. Vậy là sắp tới mình phải canh me lúc nào mà nó có cái lỗ trên đầu á. Mình sẽ dùng cái rìu có khả năng dịch chuyển này mình phóng vô để chúng ta đột nhập vô trong á. Hết cách rồi, trên đầu nó bây giờ đâu có cái lỗ nào để mình chui vô đâu. Thì cái tình luôn á trời. À. Thôi, coi như hôm nay là một ngày để chúng ta cày thêm đồ để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng đi ha. Và bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, mua game pass cũng như là Roblox Fruit á thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop Lộc có đặt dưới phần bình luận của video á. Giờ thì Lộc phải chạy trốn cũng như là canh me thời điểm thích hợp thôi. Lỡ ngỡ là nó nuốt Lộc tiếp đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Ui ui ui. Đợi nha. Ý.